Gặp nhau giữa cơn mơ, mơ hét tất cả mọi người đều rồi. Gặp nhau giữa cơn mơ say đắm. Sau đấy là sẽ là bài yêu qua miền. Ok, hay luôn. Đấy, có không có xong nghe không? Nhưng mà chỉ sợ nghe thôi, có xong nghe thì xong nghe. Chơi không đấy?